Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, tôi là Bảo Hân, là trợ lý của thầy Gia Cát. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Mậu Thân mệnh đại trạch thổ, tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử và làm việc. Họ cơ trí, linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu khiến tuổi Mậu Thân dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc không vững vàng. Nhờ linh động nên những người tuổi Mậu Thân thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Bước sang năm 2021, tuổi Mậu Thân có vận thế nửa cát nửa hung, vừa có cơ duyên vừa có hung hiểm. Bởi trong mệnh của tuổi Mậu Thân xuất hiện số lượng hung tinh và cát tinh ngang nhau. Bên cạnh niềm vui hạnh phúc sẽ đi kèm với những bất hạnh đau khổ. Vậy trong 6 tháng cuối năm 2021 thì vận trình của các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ xảy ra những điều gì? Các bác tuổi Mậu Thân có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem vận trình của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe Bảo Hân chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan tử vi các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, vận trình thời gian này của các bác tuổi Mậu Thân khá bình ổn, ít biến động, cát nhiều hơn hung. Các bác vẫn còn khá nhiều cơ hội tốt đang chờ đợi các bác ở phía trước. Tuy nhiên, các bác cần chú ý đến tình hình sức khỏe, dành thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, tránh vì lao lực mà làm suy giảm nền tảng thể chất. Hơn nữa, trong thời gian này, các bác có khá nhiều thay đổi về mặt cảm xúc, rất dễ rơi vào tình trạng tiêu cực, chán chường, chỉ tiến thủ không mạnh hoặc có cơ hội nhưng không chủ động đón lấy. Cho nên các bác cần hết sức tránh kẻo bỏ lỡ cơ hội tốt. Đặc biệt trên phương diện tình cảm của các bác tuổi Mậu Thân trong thời điểm này vô cùng thuận lợi, đào hoa vượng có lợi cho những ai còn đang đơn độc. Đặc biệt để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Mậu Thân nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài, thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần để hóa giải vận hạn, hung tinh, đồng thời từ đó các bác có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, Bảo Hân xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Mậu Thân trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi của các bác tuổi Mậu Thân nửa cuối năm 2021 cho thấy các bác sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thậm chí có quý nhân tương trợ, nhưng điều cốt lõi là cần phải tự làm, tự ăn, ít trông cậy vào may rủi. Thành công đều đến từ năng lực, sự cố gắng là chủ yếu. Nếu chỉ trông chờ vào vận may mà không làm gì cả, các bác sẽ rất dễ bị cướp mất cơ hội. Công việc trong thời gian này cũng có tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đòi hỏi các bác không ngừng nỗ lực nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cũng như tầm nhìn. Có như vậy, các bác tuổi Mậu Thân mới không bị tụt hậu so với lớp trẻ. Hãy cứ tin rằng, chỉ cần cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ thu được thành quả đáng mừng. Ngoài ra, các bác tuổi Mậu Thân được các chuyên gia phong thủy khuyên rằng
hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp các bác tuổi Mậu Thân đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho bản thân. Đồng thời khi mang vòng tay bên mình, các bác sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn. Thứ hai là về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi cho thấy do bị kiếp tài chiếu mệnh, vận trình tài lộc của các bác tuổi Mậu Thân trong nửa cuối năm 2021 tuy có tăng tiến nhưng sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định. Việc đầu tư, kinh doanh của các bác cũng khó chiếm được lợi thế, thậm chí còn có thể bị cướp mất cơ hội và thua lỗ. Không những vậy, các bác có phần nể nang người quen nên trong thời gian này còn rất dễ hy sinh lợi ích vì bạn bè, anh em. Nhiều trường hợp còn bị lợi dụng vì sự thật thà của mình khiến tài vận càng sụt giảm. Vậy nên trong thời điểm này, các bác tuổi Mậu Thân hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Thứ ba là về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi nhận định rằng các bác tuổi Mậu Thân được nhiều sao tốt về nhân duyên chiếu mệnh. Các bác duy trì được những mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Các bác may mắn luôn có người thân, bạn bè kề bên quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan học hành thành đạt, khiến các bác cảm thấy rất hạnh phúc và có tư tưởng thoải mái. Tuy nhiên giữa vợ chồng không thể tránh được những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nếu cả hai biết bao dung cho nhau hơn, hạn chế những hơn thua nhỏ nhặt không đáng có, thì tình cảm gia đình sẽ luôn bền vững. Còn với các bác tuổi Mậu Thân đang sống đơn thân, các bác có thể dễ dàng kết giao với những người bạn mới trong những buổi họp hành, liên hoan, tìm thêm được niềm vui trong cuộc sống. Để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên các bác tuổi Mậu Thân hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên địa nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những bác đang còn độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư là về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe của các bác Mậu Thân trong nửa cuối năm 2021 khá bình ổn, cơ thể dù có đau yếu cũng nhanh phục hồi. Ở độ tuổi này, các bác cần chủ động giữ gìn sức khỏe của bản thân, thường xuyên rèn luyện tăng cường sức đề kháng thì không cần lo tiềm ẩn những hiểm họa hay bất lợi. Nhìn chung các bác không có vấn đề gì lớn về sức khỏe, dù thỉnh thoảng hay gặp phải một số triệu chứng cũng có thể được chữa trị tốt. Tuy nhiên các bác tuổi Mậu Thân hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp các bác phòng trừ và xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bác trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Mậu Thân trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là tử vi tháng 7 âm lịch. Dù tháng 7 âm lịch được coi là đen đủi theo quan niệm dân gian, nhưng may mắn là các bác tuổi Mậu Thân không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhìn chung vận trình vẫn rất bình ổn, các vấn đề công việc, sức khỏe, tình cảm, tài chính không có điều gì đáng lo ngại. Có một số mệnh chủ còn gặp không ít may mắn nữa, tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tiến triển trong công việc cũng như sự tăng tiến về tài lộc. Tài lộc vẫn trên đà khởi sắc, tuy nhiên nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, các bác tuổi Mậu Thân lại có lối chi tiêu phóng khoáng nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. Các bác cần thay đổi thói quen để duy trì nguồn tài chính ổn định. Thứ hai là tử vi tháng 8 âm lịch. Tiếp tục cát khí từ tháng trước, các bác tuổi Mậu Thân đón tháng 8 khá nhẹ nhàng, các phương diện cuộc sống đều diễn ra bình ổn. Công việc của các bác tiến triển thuận lợi, vấn đề nào cũng tìm được cách giải quyết. Đây là cơ hội để các bác thể hiện năng lực cũng như tầm nhìn của mình, hãy nắm bắt thật chắc.
Mọi thứ diễn ra đều đều đôi khi cũng khiến các bác cảm thấy cuộc sống nhàm chán với guồng quay lặp đi lặp lại. Các bác có thể tự tạo ra hứng thú cho bản thân mình bằng cách tìm ra điều mình có hứng thú nhất. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch này, các bác tuổi Mậu Thân tập trung chủ yếu vào sự nghiệp. So với trước đây, các bác sẽ có nhiều động lực làm việc hơn trong tháng này. Tuy khó khăn không ít, nhưng kết quả đạt được vô cùng xứng đáng. Vấn đề sức khỏe cũng cần các bác đặc biệt lưu tâm trong tháng này. Mải mê lo công việc khiến các bác bỏ bê chăm lo sức khỏe, khiến cơ thể đến giới hạn chịu đựng và có thể lên tiếng kháng nghị. Do đó, các bác không nên bỏ qua sức khỏe thể chất của mình, nếu không sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch. Cục diện tương hình trong tháng 10 báo hiệu những vất vả và áp lực mà các bác tuổi Mậu Thân phải đối mặt. Các bác sẽ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba thường ngày mới mong hoàn thành công việc đúng thời hạn yêu cầu. Hơn nữa, các bác sẽ phải tự thân cố gắng làm việc một mình mà không có ai trợ giúp. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời và giúp các bác khơi thông thế bế tắc. Khi đó các bác sẽ thấy sự nghiệp của mình có bước phát triển không nhỏ. Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch. Tam hợp mang đến cho các bác tuổi Mậu Thân một tháng bình ổn và nhẹ nhàng về nhiều mặt. Công việc tiến triển hợp lý, tình cảm ổn định, tài chính đủ ăn đủ tiêu. Tuy nhiên sức khỏe của các bác không được lý tưởng cho lắm. Trong tháng có sao xấu chủ về bệnh tật chiếu mệnh gây ra một vài ảnh hưởng xấu. Các bác sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể suy nhược, trạng thái tinh thần sa sút, thiếu tinh thần nên cuộc sống bị ảnh hưởng không nhỏ. Thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch. Vận trình tổng thể khá tốt, nổi bật nhất là phương diện sự nghiệp, hứa hẹn một tháng khá nhàn hạ, không có nhiều áp lực, làm gì cũng hanh thông, hoàn thành đầy đủ. Cho nên dù cơ hội thăng chức không nhiều, nhưng các bác tuổi Mậu Thân vẫn có thể cảm thấy thư thái với tình trạng êm đềm hiện tại. Tuy nhiên, phương diện tài chính của các bác lại có dấu hiệu sụt giảm, chủ yếu là do thu nhập không có nguồn tăng nhưng nhu cầu chi tiêu tăng lên. Không ít thời điểm các bác vung tay mua sắm quá đà, dẫn đến tài khí khó tụ, tiền bạc thất thoát nhanh chóng. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng Bảo Hân tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Mậu Thân trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn các bác tuổi Mậu Thân. Trong thời điểm 6 tháng cuối năm 2021, bác trai tuổi Mậu Thân được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Bởi Mộc Đức được coi là phúc tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về gia đạo. Tuy nhiên bác vẫn cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Bên cạnh đó bác trai cũng cần chú ý đến hạn Huỳnh Tuyền. Đây là hạn xấu tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Thời điểm này bác sẽ dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Còn đối với bác gái tuổi Mậu Thân thì trong thời điểm này bác sẽ được sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên sao này kỵ nhất vào tháng 4 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Ngoài ra bác gái còn cần chú ý đến hạn Toán Tận chiếu mệnh. Bởi hạn Toán Tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của các bác tuổi Mậu Thân trong thời gian này gồm có sao Thiên Hỷ, Long Đức báo hiệu có chuyện vui, quý nhân giúp đỡ và hung tinh Đà La, Tiểu Hao gây hao tán tiền bạc hoặc đau yếu. Cung tam hợp gồm có các sao Văn Tinh, Quán Sách, Bệnh Phù, Tuần, Triệt gây trở ngại cho công việc làm ăn và sức khỏe. Còn cung xung chiếu có các tinh Thiên Khôi, Hồng Loan, Tăng Đào Hoa và Vượng Quý Nhân. Trong đó cung còn có hung tinh Cô Thần, Hối Khí, Thiên Không, Kiếp Sát gò ép về mặt cảm xúc khiến tinh thần bất ổn để phòng tai nạn bất ngờ. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968.
Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận giải tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Bảo Hân rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.